Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị, trong năm 2020, Việt Nam đánh dấu nhiều sự thành công cách lạ kỳ. Trong mặt y tế, Việt Nam đã chống dịch Covid thành công. Chữa trị cho người anh phi công 43 tuổi, bệnh nhân 91 đại thành công, cả thế giới xem đó là một mô hình để chữa trị Covid 19. Việt Nam có ca nhiễm chỉ có khoảng chừng 360 ca, chưa có ca tử vong nào hết. Tất cả đều được trị thành công. Tôi đã có những bình luận về đề tài đó. Nhưng hôm nay cũng liên quan đến vấn đề y tế. Thì tôi muốn nói đến những sự thành tựu khác của Việt Nam trong vấn đề y tế. Trong tuần qua và trong tháng qua thôi, thì có ít nhất 3-4 sự kiện y tế mà Việt Nam phải nói rất tự hào. Thí dụ, như Việt Nam đã thành công trong việc ghép tạng và được ghi danh vô trong bản đồ của thế giới là một trong những quốc gia ghép tạng thành công. Rồi Việt Nam ghép tay, phẫu thuật tay thưa quý vị những người mà bị cụt tay đó thì được ghép vô là một quốc gia đầu tiên ghép tay thành công được sử dụng như là cánh tay thiệt, như một bàn tay thiệt. Điều đó rất hãnh diện cho Việt Nam. Nhưng bây giờ là thế giới chấn động một cái bản tin khác. Bản tin đó là vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, Bệnh viện Nhi Đồng ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công tách hai em Trúc Nhi và nhiều Diệu Nhi ra. Một cái ca phẫu thuật khó vô cùng và đã thành công. Bác sĩ theo dõi vụ này là trưởng y khoa thưa quý vị là người trưởng cái ekip 7 chục bác sĩ đó là bác sĩ Trương Quang Định. Ông đã trả lời với báo chí, phải nói rằng là rất tuyệt vời. Ông bác sĩ Trương Quang Định là học trò của một vị bác sĩ, chút nữa tôi muốn nói thêm, đó là bác sĩ Trần Đông a Bác sĩ Trương Quang Định là học trò, và bây giờ đó là thành công rồi, bây giờ là thay thế cái vai trò của bác sĩ Trần Đông A là Trưởng phòng bác sĩ ở phòng phòng nhi đồng ở tại uh, tại thành phố Hồ Chí Minh và còn là bác sĩ theo dõi cái việc là trưởng trưởng đoàn cho cái ekip mà mổ cái phẫu thuật này thành công. Rất xứng đáng. Thì uh, người ta lại nhắc lại trong cái gọi là cái cuốn kỷ lục Guinness 32 năm về trước là bác sĩ Trần Đông A phối hợp với các bác sĩ người Nhật để mổ một cái vụ ca phẫu thuật đó là ca phẫu thuật anh Việt và anh Đức mà thành công kỳ này khi mà mổ hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng có mặt của bác sĩ Trần Đông A là với tư cách cố vấn với tư cách cố vấn là tại vì cái kinh nghiệm kỳ trước như thế nào thì bác sĩ Trần Đông A theo dõi giúp cho hướng dẫn để cho cái chuyện gọi là mổ đã thành công và khi mà thành công xong đó thưa quý vị thì lập tức là chính phủ, thủ tướng chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện tới chúc mừng và khích lệ cho bác sĩ Trương Quang Định và ekip mổ khen tặng ekip đã làm việc cực lực và thành công cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam cũng đã gọi điện thoại chúc mừng đó là ông bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long điều này là một điểm khích lệ là cho thấy các vị lãnh đạo trong ngành y tế quan tâm về cái ca phẫu thuật của hai em trúc nhi và diệu nhi nhưng mà trước khi đi sâu vào cái chuyện mà gọi là hai em trúc nhi và diệu nhi đó hay là cái các ca phẫu thuật đó, thì tôi tôi muốn nói là cái câu chuyện 32 năm về trước khi mà mổ hai em Việt và Đức thì cái ca phẫu thuật đó nó là một cái ca phẫu thuật mà thế giới nhìn vào cho rằng là chấn động thì ca phẫu thuật đó lúc đó được mổ dưới sự điều động và giám sát của bác sĩ Trần Đông A thì thưa quý vị là cái câu chuyện của của hai anh Việt và Đức ấy. nó rất là cảm động tại vì nó là một cái sự thành công mà cho tới giờ phút này người ta vẫn theo dõi anh Việt và anh Đức sinh ra năm 1981 ở tại Con Tum thưa quý vị hai anh em đó bị dính vô nhau ở cái phần bụng phần chậu bộ phận sinh, sinh dục hậu môn và có hai chân và một chân cụt thì hai anh em này đó thưa quý vị là bị bệnh theo cái kiểu nó gọi là ischiopath Iscopagus tribus là cái bệnh mà gọi là dính liền cái bộ phận sinh dục bụng bì hết ở dưới thì hai anh em này là do cái ảnh hưởng của chất độc độc da cam chất độc da cam nên nó là năm 1982 thì hai anh em này được đưa vào bệnh viện tự dũ để chữa trị Năm 1983 đó, thì bác sĩ và là giáo sư của người Nhật là ông Fujimoto Bunro Ông đến thăm Việt Nam Và ông tới thăm được anh Việt và anh Đức Anh mới thấy rằng là Việt và Đức rất là tội nghiệp, cho nên, nên là ông về lại Nhật Ông lập một cái quỹ nhân đạo Để vận động Dân chúng Nhật là giúp tiền để mà chữa trị tách rời anh Đức, anh Việt và anh Đức. Năm 1986 thưa quý vị thì lúc đó đó là anh Việt lên cơn động não và anh bị bại não. Anh rơi vào cái tình trạng hôn mê. Và đó các bác sĩ mới sợ rằng nếu mà để tiếp tục cái cảnh này đó thì anh Việt mà chết thì sẽ kéo theo anh Đức chết bây giờ ra một não của anh Việt lúc đó đã bị bại thì làm sao mà mổ đây đây là những cái sự mà quan tâm của bác sĩ Trần Đông A kể trước đó cũng như trong mấy ngày hôm nay về biến chuyển đi phẫu thuật anh Việt và anh Đức à, thưa quý vị thì năm 1986 đó khi mà đưa vô đó thì ngày 29 tháng 10 năm 1986 các bác sĩ Việt Nam quyết định là đưa anh việt và anh đức là sang tokyo nhờ cái hội chữ thập đỏ giúp đỡ để chữa trị nhưng mà anh việt anh bị bại não thì sao đây thì uh, bây giờ chữa trị sao nên á, là gần một năm sau tức là đã qua đưa qua bên nhật rồi nhưng mà nó, nhật cũng không có chữa trị thì mới đưa lại về Việt Nam Thì ngày 4 tháng 10 năm 1988 Thì một cái ekip của Việt Nam Bác sĩ Nhật, Bản và Việt Nam Do hai bác sĩ Là bác sĩ Nhật là ông Fujimoto Bunro Và bác sĩ Việt Nam làm chính Đó là bác sĩ Trần Đông Ma Quyết định Quyết định mổ Mổ hai, hai người Tắt rời anh Việt vẫn đứt ra Đây là một quyết định táo bạo là tại vì chưa bao giờ có cái cảnh mổ tách người ra mới lúc đó là hai em á, mới có được có 5 tuổi thôi tách ra mà một em thì bị bại não rồi, rồi một em á, thì không có hậu môn đủ thứ hết có những cái rất là khó khăn rồi lại chung một cái xương chậu thì làm sao mổ được nhưng rồi đó quyết định của một bác sĩ và thay đổi cả cuộc đời và bác sĩ đó đi vào trong danh sách Guinness và bác sĩ đó đã truyền lại những kiến thức của mình cho bác sĩ Trương Quang Định và cái ekip bây giờ mổ hai em Trúc Nhi và Diệu Nhi. Bác sĩ này thật sự đúng là một bác sĩ lương y như từ mẫu, đó là bác sĩ Trần Đông An. Và khi ông quyết định ông mổ đó thì bây giờ đó là thưa quý vị là mổ thì ông có nói trong cái bài trả lời với báo tuổi trẻ online đó. Thì ông nói rằng là trước cái thời kỳ đó là cả nước Việt Nam bị cấm vận, bị bao vây. Một cây kim sợi chỉ cũng không có. Y tế chật vật khó khăn. Nhưng mà với sự thương yêu của người dân và với quyết tâm của các đội ngũ y tế, bác sĩ, y tá và với sự giúp đỡ của người dân Nhật cảm ơn vô cùng cho nên đã mổ và với cái sự sáng tạo đó thì ở đó mổ thành công à, anh Đức và anh Việt được tách ra thành công anh Việt á, thưa quý vị là cái người bại não đó thì sống thêm được 19 năm à, làm thêm những cái gì giống như là nhân tạo như cái lỗ hậu môn nhân tạo gì vân vân để cho anh Việt anh sống còn riêng với anh Đức á, thì anh Đức may mắn hơn anh Đức sống cho tới ngày hôm nay anh Đức lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tại vì từ năm 2005 hai người gặp nhau và nói chuyện rồi tạm thế thích thú nhau thì quen nhau nên là hai người đã lập lập gia đình từ năm 2006. Và anh Đức thì ảnh không có nếu mấy là anh không có con, thì lại nhờ đến bệnh viện Từ Dũ. Từ Dũ đã làm cho anh có cái cách gọi là thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh trong cái ống thử nghiệm đó thưa quý vị. Cho nên anh anh Đức và chị Truyền có hai đứa con, một đứa con trai và một đứa con gái ngày đám cưới của anh chị thì bác sĩ Trần Đông A cũng tới tham dự. Gia đình của bác sĩ của anh anh Đức là được bác sĩ Trần Đông A thăm hỏi thường xuyên, động viên tinh thần. Và anh Đức là từ thấy cái đó là cho nên mới bắt trước cái lòng nhân ái với của bác sĩ Trần Đông A. Anh Đức lập ra những cái hội từ thiện, đi qua bên Nhật rồi vận động để giúp cho những cái người cũng có những cái cảnh ngộ tương tự giống như anh hoặc là những ai xấu số hơn. Anh Việt thì đã mất anh Việt sống thêm 19 năm nhưng anh Đức bây giờ đó là một người thành công có vợ là chị Tuyền có hai đứa con trai, một đứa con trai và một đứa con gái sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh anh đi làm việc từ thiện anh đi làm anh cũng mở một nhà hàng nữa các bạn bè bây giờ những người nhật mà quen biết anh đã đi qua rồi đi du lịch anh làm hướng dẫn viên du lịch rồi về nhà hàng của anh đủ tư hết nên anh thành công và đó là sự thành công của đất nước luôn mỗi một cá nhân mà thành công như vậy là một sự thành công của đất nước. Đó là trường hợp Quân Đức. Thì bây giờ đó là người ta mới nhìn đến cái cái, cái, cái uh, việc uh, mổ của hai bé. Hai bé uh, Trúc Nhi và Diệu Nhi, người mẹ mới có 24 26 tuổi gì đó thôi. Nhưng mà người mẹ và người cha vỡ hòa khi nghe tin được là cái ca mổ thành công, khóc trong sự trong sự sung sướng. Mà quý vị biết rằng là cho bác sĩ Trương Quang Định là có mặt ở đó coi như thường xuyên theo dõi mổ khoảng chừng 15 tiếng. Và 12 tiếng là bác sĩ Trần Đông A cũng đã trả lời là cứ thường là như vậy là thành công. Tức là các bác sĩ và y tá đó ở trong đó để theo dõi thường xuyên. Lương y như từ mẫu, tuyệt vời. Thì bác sĩ Trần Đông A trả lời trên báo uh, tuổi trẻ online đó có nói rằng là chứ hồi xưa 32 năm về trước mổ trong sự khó khăn rất khó kiệt kệ đủ thứ hết về vấn đề mà gọi là thuốc men không có rồi các cái vật dụng y tế không có nhưng năm nay đó là bác sĩ Trần Đông A nói rất rõ là mổ trong một hoàn cảnh khác rồi dụng cụ y tế rất tốt có đầy đủ dụng cụ đầy đủ dụng cụ đất nước 32 năm đã thay đổi một cái khoảng cách dài đó không phải dài lắm nhưng mà như vậy đó đã nâng cái trình độ cái cái ngành y tế của Việt Nam cũng như là cái nơi chữa trị của Việt Nam đó, thì theo bác sĩ Trần Đông A đó là nó nó xứng tầm với thế giới rồi xứng tầm chứ không phải là lạc hậu như là trước đâu nên những ai mà không hiểu đó, thì bây giờ đó thì chính bác sĩ Trần Đông A đã nói rằng là cái ngành y tế của Việt Nam ngay cả các cái vấn đề mà gọi là physically thôi à, trang bị vật chất cũng đã là xứng tầm thế giới rồi chưa nói đến cái việc mà gọi là chữa trị Việt Nam bây giờ chữa trị rất giỏi rất khéo sáng tạo thì bây giờ đó cái một cái vị bác sĩ nói như vậy thì chúng ta họ hỏi, hỏi rằng là ông bác sĩ Trần Đông A đó là ai ông bác sĩ Trần Đông A đó là ai cứ chứ không có bây giờ cứ nói rằng là người Việt Nam mà ca tụng lẫn nhau hoặc là nhất là các bác Việt Nam Cộng Hòa bên này cứ nói rằng là chứ là ôi mấy cái ông Việt Cộng ca tụng lẫn nhau không thưa bác sĩ thưa quý vị bác sĩ Trần Đông A là một bác sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một y sĩ là một thiếu tá nữa thiếu tá trong quân lực quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng đi cải tạo đã từng đi tù cải tạo rồi về rồi ông mới tiếp tục làm việc là bác sĩ Tại vì ông giỏi nên nhiều người ta trọng dụng Thì bây giờ đó là cái câu chuyện của ông là ông sinh năm 1941 Ông sinh năm 1941 rồi ông đi học ở tại miền Nam thì đương nhiên rồi Thì ông học rồi ông rất là giỏi thưa quý vị à, Thời gian ấy rồi ông mới ra ông làm quân bác sĩ Rồi ông đi vô trong quân đội mà trong quân đội thì ông là bác sĩ thì ông vô trong quân y, à, ông vô trong quân y, bác sĩ quân y của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã tham gia những cái trận đánh với tư cách là là một bác sĩ đi theo thôi, những cái trận đánh như khe xanh ở tại uh, uh, này nọ và ông cũng đã được nhận lãnh những cái huy chương từ Việt Nam Cộng Hòa, nhận lãnh những cái huy chương rất cao của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải rằng là ông là một người tầm thường được thế rồi quý vị biết rằng là sau năm 1975 thì ông cũng cũng giống như các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác cũng đi rợ cũng phải đi cải tạo ông đi cải tạo mấy năm trời à. rồi khi mà ông về đó thì ông vì ông là bác sĩ có nhân có lương tâm cái người mà có tâm mà có khả năng là là được trọng dụng thế ông về rồi ông được vô ông làm việc ở trong bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đó, thưa quý vị đó là như vậy và vì cái uh, tính tình rất là khiêm cung tận tụy sáng tạo rất giỏi của ông nhưng là sau cái ca mổ của anh Việt Văn Đức anh, tên tuổi của ông nổi tiếng thì chính nhà nước là mời ông và ông đã đắc, đắc cử làm đại biểu khóa 12, 11 và 12 đúng vâng, vâng. nhưng mà ông là một người cho tới ngày hôm nay mà quý vị xem thấy cách trả lời của ông đó là ông trả lời rất từ tốn, khiêm cung và rất có phúc hậu. Nên ông nói về vấn đề cái ngành y tế của Việt Nam á, thì tôi trích lời lại ông Mà vì ông từng là thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa là quân y của Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhận định cách khách quan thưa quý vị. Ông nói rằng là 32 năm về trước lúc mà mổ cái ca của anh Việt Văn Đức thì cái kim sợi chỉ cũng thiếu Bây giờ đó là 32 năm sau đất nước đã phát triển đã Cởi mở và đã thành công Tức là ngay cả cái vật chất là cũng đầy đủ tiện nghi Đã xứng tầm với thế giới Dùng cái danh từ là xứng tầm với thế giới Chứ không, chứ không phải rằng là là một người nào xa xôi đâu Ngay chính những cái người mà tôi đã nói là xuất thân từ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa như vậy đó Đã từng đi cải tạo Xác, xác định rõ ràng Năm nay cơ sở vật chất của ngành y tế của Việt Nam mà cũng đã xứng tầm thế giới rồi chưa nói đến những cái khác nữa là những cái việc mà cách chữa trị chữa trị cái ca của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi rất khó tại vì cái này nó còn khó hơn có lẽ còn khó hơn cái ca, cái ca của anh Việt và anh Đức mà kỳ này đó thì lại là chỉ người Việt Nam thôi ekip là bác sĩ Việt Nam hoàn toàn nên là mổ xong là thành công thì bác sĩ nói rằng là đương nhiên mổ xong thành công bây giờ vẫn phải tiếp tục theo dõi thì thưa quý vị đây là một sự thành công của ngành y tế Việt Nam ngành y tế Việt Nam bây giờ gồm có những người có chân tâm cho đất nước như bác sĩ Trần Đông Ai như bác sĩ Trương Quang Định vân vân những bác sĩ đó làm việc cực lực ngày và đêm để chỉ giải quyết một cái ca như là Tắt rời hai em Trúc Nhi và Diệu Nhi để đủ hiểu tấm lòng của họ coi bệnh nhân như là mà lương y như từ mẫu điều đó là một vinh dự cho chúng ta năm 2020 Việt Nam thành công chống dịch Covid Việt Nam thành công trong cái việc ghép bàn tay Việt Nam thành công trong việc ghép tạng vân vân thế giới chú ý và năm bà bây giờ nữa mới đây Việt Nam thành công trong những cái ca ca, ca mổ tóc hai em bé rất khó khăn như vậy và cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn thế giới ấy. người ta ngưỡng mộ bác sĩ Trần Đông A đã được ghi vô trong Guinness cách đây 32 năm năm nay với cái ca mổ này nữa thì cái ekip của bác sĩ Trương Quang Định với sự cố vấn của bác sĩ Trần Đông A cũng sẽ được vô trong Guinness Book mà thôi vậy thì Việt Nam thành công nhiều mặt trên mặt y tế này hôm nay thôi là một sự rất ngưỡng mộ và tự hào cho Việt Nam. Để rồi sự thành công này các bạn là người Việt Nam chân chính bước ngoài đường rờ lên trên cái mặt mình tôi tôi là người Việt Nam tôi hãnh diện là người Việt Nam đó là điều mà chúng ta cũng cần cảm ơn bác sĩ Trương Quang Định bác sĩ Trần Đông A đã mang lại vinh dự chung cho chúng ta. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Di Hùng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong clip sau.